thương anh thương quê hương, vì quyền dân vẫn còn chưa đủ, vì tự do dân chủ còn lũ mờ, vì cơ cực còn gieo rắc thê lương, vì quanh anh đầy bao nỗi xót thương cho dân mình còn nghèo, người theo người cầu thực chốn tha hương, thương cho Việt Nam mình bé nhỏ trước ngoại xâm, trước hiếm họa diệt vong. Trong bóng tối trại giam, nơi cầm tù những người có tội, nhưng chớ trêu nào bằng có những người bấy nặng tình non sông. Bao người vì yêu nước vẫn dấn thân dấu ngục tù đọa đây, dấu chồng gái đây còn có ngày mai, vẫn đôi chân bước đường dài miệt mài, đi cho tròn trong con đường Việt Nam. Cảm ơn quý vị đã chờ đợi và đón xem chương trình SBTN Washington DC. Kế tiếp, Quý Châu xin gửi đến quý vị bản tin của anh Nguyễn Thành Công về một đại hội nhằm hướng dẫn nhân viên chính phủ Hoa Kỳ người Mỹ gốc Á Châu thăng tiến trong vai trò lãnh đạo đã được tổ chức vào ngày 16 tháng 6 tại Arlington, Virginia. Kính mời quý vị theo dõi. Nhằm mục đích hỗ trợ và phát huy cơ hội cho người Mỹ gốc Á Châu, Thái Bình Dương đi vào con đường lãnh đạo trong chính phủ Hoa Kỳ, một đại hội với chương trình hướng dẫn lãnh đạo và tiếp tân đã được long trọng tổ chức bởi mạng lưới lãnh đạo chính phủ người Mỹ gốc Á Châu, còn gọi là tổ chức Asian American Government Executives Network, vào ngày 16 tháng 6 tại Crystal City, Arlington, tiểu bang Virginia. Dầu tỷ lệ hội viên gốc Việt chỉ chiếm khoảng 10% trong tổng số hội viên người Mỹ gốc Á Châu, khoảng gần 300 người, đến từ hầu hết các quốc gia Á Châu. Hiện tổ chức này được lãnh đạo bởi hai người Mỹ gốc Việt là ông Cao Trung Tín và tiến sĩ Nguyễn Ngọc Anh Minh. Đây là chương trình huấn luyện năm thứ 12 kể từ khi tổ chức này được thành lập vào năm 1993, với con số thành viên ban đầu chỉ có khoảng 10 người. Đã có khoảng 240 hội viên và quan khách cao cấp trong chính phủ Hoa Kỳ đến tham dự ngày đại hội, trong đó có khoảng 25 hội viên và quan khách người Mỹ gốc Việt. Trọn ngày đại hội đã đặt trọng tâm vào mục đích hướng dẫn, huấn luyện các hội viên đang phục vụ cho chính phủ cũng như quân đội Hoa Kỳ, trang bị kỹ năng lãnh đạo để đảm nhận những vai trò cao cấp có tầm mức ảnh hưởng đến chính sách điều hành của các phân bộ trong chính phủ liên bang hoặc quân đội Hoa Kỳ. Chương trình sinh hoạt bao gồm các lớp huấn luyện với những đề tài phát triển kỹ năng lãnh đạo và các buổi hướng dẫn để các thành viên được tham vấn với các nhân viên chính phủ cao cấp, chuẩn bị con đường đi vào vai trò lãnh đạo. Chúng tôi ghi nhận có hai người Mỹ gốc Việt đảm nhận vai trò huấn luyện là khoa học gia Dương Nguyệt Ánh, hiện là Giám đốc Phân bộ An ninh Biên giới và Duyên hải thuộc Bộ Nội an Hoa Kỳ, và cô Giao Phan, hiện là Giám đốc Điều hành Bộ Hải quân Hoa Kỳ. Và cũng trong đêm tiếp tân, cô Giao Phan đã vinh dự được giải lãnh đạo cao quý, mang tên vị sáng lập ra tổ chức mạng lưới lãnh đạo chính phủ người Mỹ gốc Á Châu, Stanley Seward. Đặc biệt năm nay, bà Hương Phạm là trụ cột phối hợp tổ chức cho đại hội và các chương trình huấn luyện. Trong buổi tiếp tân, một số học bổng cũng đã được tổ chức này trao tặng đến 4 sinh viên xuất sắc, có tiềm năng lãnh đạo và lý tưởng phục vụ cho chính phủ Hoa Kỳ từ cấp liên bang, tiểu bang đến địa phương. Nỗ lực của tổ chức mạng lưới lãnh đạo chính phủ người Mỹ gốc Á Châu và ngày đại hội 16 tháng 6 vừa qua đã nói lên tinh thần đoàn kết và tương trợ của nhân viên chính phủ người Mỹ gốc Á Châu nói chung và người Việt nói riêng, để nối vòng tay hỗ trợ cho giới công chức thiểu số được thăng tiến nghề nghiệp, bước vào con đường lãnh đạo dòng chính của chính phủ Hoa Kỳ với lý tưởng phục vụ cho dân chủ, tự do và phú cường của đất nước Hoa Kỳ. Nguyễn Thành Công tường trình từ Đại hội hướng dẫn lãnh đạo dành cho người Mỹ gốc Á Châu tại Arlington, Virginia. Tiếp theo, Quý Châu xin gửi đến quý vị bản tin cập nhật trong ngày. Kính mời quý vị theo dõi. Kính thưa quý vị, bà Hillary Clinton có một lời với Thượng viện sau việc bỏ phiếu kiểm soát súng.
Trong một dấu hiệu của sự bế tắc đảng phái, Thượng viện ngăn chặn 4 biện pháp súng vào thứ Hai 20 tháng 6, 2 biện pháp của mỗi đảng sau vụ thảm sát ở Orlando. Lãnh đạo đa số Mitch McConnell cho biết đảng Dân Chủ đang lợi dụng vụ thảm sát ở Orlando, sử dụng nó như một điểm nói chuyện chính trị. Ông gọi các đề nghị của đảng Cộng Hòa là giải pháp thực sự. Lãnh đạo thiểu số Harry Reid gọi các biện pháp của đảng Cộng Hòa là các pha nguy hiểm chính trị. Nhưng bà Hillary Clinton chỉ có một từ để nói với Thượng viện, đủ rồi. Tuyên bố của chuẩn ứng cử viên của đảng Dân Chủ bao gồm lời này, theo sau là một danh sách của 49 nạn nhân vụ nổ súng ở Orlando. Sự cải tổ chiến dịch của ông Donald Trump sẽ cứu nỗ lực của ông hay không? Quyết định của Donald Trump về sa thải người điều hành chiến dịch vận động của ông chưa đầy một tháng trước, Đại hội Đảng Cộng Hòa đã gửi một tín hiệu mạnh mẽ cho các nhà lãnh đạo Đảng Cộng Hòa rằng doanh nhân, tỷ phú công nhận tình trạng ngày càng khốc liệt của chiến dịch tranh cử của ông. Bây giờ, đảng của ông đang tìm ông để thực hiện một cách nhanh chóng các thay đổi khác để đưa ra một thách thức đáng tin tưởng đối với đối thủ của ông là bà Hillary Clinton. Quyết định của ông Trump về sa thải ông Corey Lewandowski là nhằm chấm dứt những tháng đấu đá nội bộ vốn đã khuấy đục chiến dịch phi quy ước của ông. Và nó báo hiệu những thay đổi lớn đang được tiến hành. Ông Lewandowski, người luôn hiện diện bên cạnh chủ mình, đã từ lâu phản đối các cuộc gọi cho Trump để chấp nhận một cung cách tổng thống hơn và hoạt động của chiến dịch thay vì nhấn mạnh chìa khóa để chiến thắng với câu thần chú đơn giản, hãy để Trump là Trump. Tụt hậu trong gây quỹ, Trump kêu gọi đảng Cộng Hòa hỗ trợ thêm. Ngày thứ Ba, 21 tháng 6, ông Donald Trump thừa nhận rằng ông đang gặp khó khăn để tập hợp các thành viên đảng Cộng Hòa khi báo cáo gây quỹ mới cho thấy ông là thua xa so với bà Hillary Clinton trong tiền mặt cho chiến dịch. Chiến dịch của ông Trump bắt đầu tháng 6 với 1,3 triệu US dollars trong tay so với 42 triệu US dollars cho bà Hillary Clinton, ứng cử viên của đảng Dân Chủ. Số tiền gây quỹ ảm đạm của ông Trump đã được công bố chỉ vài giờ sau khi ứng cử viên đảng Cộng Hòa sa thải người điều hành chiến dịch vận động cho ông là ông Corey Lewandowski trong một nỗ lực để khởi động cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc đang gặp khó khăn của mình. Tôi không tìm cách để chi 1 tỷ đô la. Tôi cần sự hỗ trợ từ những người đảng Cộng Hòa. Ông Trump nói như thế với Fox News Channel. Trong một số mặt nào đó, tôi nhận được hỗ trợ nhiều hơn từ đảng Dân Chủ hơn so với từ đảng Cộng Hòa. Ông cho biết Ủy ban Quốc gia đảng Cộng Hòa và vị chủ tịch của nó, Ryan Priebus, là khủng khiếp nhưng sẽ là tốt khi có sự hỗ trợ bằng lời nói đầy đủ từ những người trong văn phòng. Ông Trump tiếp tục phải đối mặt với những lời chỉ trích từ các lãnh đạo đảng Cộng Hòa, trong đó có Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan và lãnh đạo đa số Thượng viện Mitch McConnell. Bộ trưởng Tư pháp thăm Orlando sau vụ tấn công chết người. Bộ trưởng Tư pháp Loretta Lynch đang thăm Orlando để gặp các công tố viên, các người phản ứng đầu tiên và gia đình của các nạn nhân của vụ thảm sát tồi tệ nhất trong lịch sử Hoa Kỳ hiện đại. Chuyến đi ngày thứ Ba 21 tháng 6 diễn ra khi Bộ Tư pháp tiếp tục điều tra vụ thảm sát ngày 12 tháng 6 tại hộp đêm Pulse, trong đó 49 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Các nhà điều tra liên bang đã tiến hành hàng trăm cuộc phỏng vấn, đã không loại trừ các cáo buộc chống lại những người khác liên quan đến vụ thảm sát và nói họ vẫn đang cố gắng để xác định tại sao Omar Mateen, người đã chết trong cuộc đấu súng với cảnh sát, chọn mục tiêu của mình là hộp đêm nổi tiếng của người đồng tính. Chiến dịch của ông Trump làm lợi 6 triệu US dollars cho các công ty Trump. Chiến dịch của ông Donald Trump thích giữ nó trong gia đình. Khi ông Trump đi xa, ông sử dụng máy bay của mình. Khi ông đi chiến dịch, ông thường chọn tài sản của mình hoặc Trump Tower của mình tại thành phố New York, vốn phục vụ như là trụ sở chính. Chuyến dịch của ông thậm chí còn mua nước đóng chai Trump và rượu Trump. Ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa đã có mặt trên chiến dịch tranh cử trong một năm nay và báo cáo tài chính liên bang nói ra chi tiết một chiến dịch. Ông không sợ hãi để hòa mình vào các nỗ lực chính trị và kinh doanh một cách chưa từng có, ngay cả khi ông đang kêu gọi các sự đóng góp. Đến cuối tháng 5, chiến dịch của Trump đã giảm ít nhất 6,2 triệu US dollars vào các sản phẩm của công ty Trump và dịch vụ, một đánh giá của hồ sơ Ủy ban bầu cử liên bang cho thấy. Theo
Tampa Bay hay Vịnh Tampa là tâm điểm thu hút hàng triệu du khách từ khắp nơi trên thế giới, với nhiều khách sạn và khu nghỉ dưỡng nằm dọc theo những bãi biển nước xanh, cát trắng. Là trung tâm công nghiệp, thương mại, tài chính trọng điểm của tiểu bang, với nhiều địa danh hấp dẫn và sinh hoạt ngoài trời gắn liền với thiên nhiên và sinh thái. Được biết đến là vùng khí hậu bán nhiệt đới, tương đối ôn hòa, người Việt định cư ở đây đã tạo ra những vườn trái cây, vườn rau, vườn hoa, cây cảnh không khác gì ở Việt Nam. SPTN Tampa Bay từ vùng nắng ấm sẽ đem đến cho quý khán giả những thông tin bổ ích về sinh hoạt và đời sống của cộng đồng người Việt tại đây. Chương trình đầu tiên sẽ được phát sóng vào lúc 10 giờ 30 sáng Chủ nhật ngày 26 tháng 6 năm 2016 và vào ngày Chủ nhật tuần thứ tư của mỗi tháng. Kính mời quý khán giả đón xem. Eden đã trở thành một trung tâm thương mại của người Việt lớn nhất tại miền Đông Hoa Kỳ, với những con đường mang tên của các chiến sĩ anh dũng hy sinh cho miền Nam tự do. Với 120 cửa hàng, Eden tọa lạc tại Wilson Boulevard, Fort Church, Virginia. Eden được kiến trúc giống chợ Bến Thành để gợi lại cho chúng ta niềm nhớ Sài Gòn trước năm 1975. Eden phản ảnh được trung tâm thương mại và văn hóa Việt Nam. Muốn biết thêm chi tiết, xin vào trang nhà www.edencenter.com. Chúng tôi là Nam Lộc, xin kính chào quý vị. Quý vị hãy đến Teletron để nằm thử chiếc ghế Inada Medical Massage Chair được sản xuất tại Nhật Bản với tính năng vật lý trị liệu chính xác và rất hiệu quả. Có rất nhiều người lớn, mà trong đó có ba của Lina, buổi đêm khó ngủ, sometimes phải uống thuốc hoặc là warm milk or something to help him sleep. Nhưng mà after he sit in the chair, he ngủ được chair luôn, nhưng mà he loves it and he feels healthy. Phải công nhận một điều là ghế massage Inada của Nhật này đã làm cho Hương Lan bớt đi rất nhiều cái vụ đau thắt lưng và thần kinh tọa hành hạ mình từ mấy năm qua. Inada Dreamway Medical Chair là chiếc ghế massage vật lý trị liệu tốt nhất thế giới, do các bác sĩ và khoa học gia Nhật Bản sáng chế, với các tính năng y khoa hiệu quả tuyệt vời, được chính phủ Nhật chuẩn nhận và được làm tại Nhật, giá sale 8.799, trả góp dài hạn không tính tiền lời, giao đến tận nhà lắp ráp miễn phí trên toàn Hoa Kỳ. Teletron Washington DC trong khu Eden Center 703-237-8999. Kính thưa quý vị, đến đây, chương trình phát hình của SBTN Washington DC xin được chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị những giờ phút còn lại của ngày hôm nay thật an bình và hạnh phúc. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hình lần tới.